em bị gãy cổ, gãy vỡ hai đốt sống cổ, nó sát gần não luôn. Bác sĩ nói em đã bị liệt hết rồi, mà bây giờ nếu mà gây mê coi như là em sẽ ra đi luôn. Cho nên là chọn là phải khoan sống đó. Trời ơi, thì nó rất là đau. Hằng ngày là anh hay đau hay mệt lắm. Mới đầu thì mình cảm thấy cũng hơi bực bội, khó chịu. Thì mình nghĩ mình đến mình chăm ảnh như vậy mà có lúc ảnh đau, ảnh nhăn nhó mình á. Nhiều khi ảnh cự mình. Quạo đó. Dạ, chắc là em tính bỏ đi mà gặp ảnh hoàn cảnh như vậy. Cho nên em không nghĩ bỏ lại, giống như là trời xui đất khiến không có bỏ đi được. Về sống cuộc sống sau hôn nhân mà trải qua 9 năm trời bên nhau, những lần mà bệnh hoạn ốm đau vô trải nghiệm thực tế thì mình cảm thấy là cái nỗi sợ đó đúng là khủng khiếp. Đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Hôm nay là anh Tiên Jack đi đúng không? Đúng rồi. Và ngày hôm nay nhân vật mà chúng ta đến để mà thăm, đây cũng là một người bạn của Tô Đình Khánh và là bạn của Nguyễn Chánh Tính. Mà có lần mà hai anh em mình cũng đã gặp dạ, rồi. Dạ đúng rồi. À, đây là những anh em trên chiếc xe lăn. Ồ. Và nhân vật ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thăm đó chính là thầy giáo xe lăn. Và thầy giáo xe lăn là ai? Mời quý vị hãy cùng theo chân Quốc Thượng và Ngọc Lan. Đi em. Đi nào. Wow. À, em vô đây em thấy có cái gì đó nó lạ lạ không Lan? À, em thấy nãy giờ mình đi cái đường toàn là dốc không mà không có bậc tam cấp. Đúng rồi, tại vì thầy giáo xe lăn phải đi bằng xe lăn. À, đúng đâu rồi. Sao mà lên bậc tam đúng cấp rồi, được, đúng không? Đúng rồi. Đây, tới rồi, tới rồi. Chào anh Quốc Thuận và chị Ngọc Lan. Chào thầy giáo. Chào thầy Lâm. Chào cô giáo. Trước tiên là anh xin thay mặt chương trình gõ cửa thăm nhà. Và trước khi bước vô nhà, anh có món quà tặng cho Lâm. Quý quá. Cảm ơn các hai anh chị nha và chương trình nha. Thì bây giờ mời anh chị vào nhà của em nha để. Không mời anh cũng vô nữa. Lần đi đâu ra ngoài cả nhà thì cái khó khăn nhất của Ngọc Lâm chính là việc lên xe và xuống xe, nhưng mà không sao đâu, tại vì mọi lúc mọi nơi đi đâu cũng có vợ xinh đẹp thế này đồng hành thì rất là vui cả nhà. Sao mới bước vô đây thì đang có một cái cảm nhận như thế nào? Căn nhà rất là nhiều màu sắc. Đúng vậy. Nhiều niềm vui luôn. Ở đâu cũng có thể trang trí bằng những cái bông, những cái hoa, những cái cây rất là dễ thương. Trước mắt em có một cái phòng rất là ấn tượng. Đó. Phòng tổ hôn. Phòng cái màu hồng. Cái phòng này là vợ em trước khi đám cưới cách đây 4 năm trước, gần 4 năm trước đó, là tự tay mua vải về cắt may trang trí cái phòng này. Và cái ông phòng đó là phòng tân hôn, tới bây giờ tụi em vẫn giữ nguyên. Là vẫn còn tân hôn luôn đúng không? Đúng rồi. Ở đây em thấy có một cái hình. Dạ. Thưa quý vị, đây có lẽ là thầy giáo của chúng ta khi mà chưa gặp tai nạn. Dạ đúng rồi. Cái tấm hình này của em là chỉ còn một tấm duy nhất cái thời sinh viên này. Là em chụp xong cái ngày 20 tháng 11 ở trên trường xong á. Em về Bình Phước, về nhà cô em thì 2 ngày sau em bị tai nạn. Đó, là chỉ còn có tấm hình này duy nhất. Thật sự là Quốc Thượng rất là bất ngờ vì không nghĩ rằng là thầy giáo xe lăn Nguyễn Ngọc Lâm lại có một cái tổ ấm mà nó rất là màu sắc nè, rồi ấm cúng nè, mà như Ngọc Lan nói rất là đáng yêu. Nhà này là trong làng may mắn. Vì sao mà Lâm lại có một suất ở trong ngôi nhà này? Thì ngày xưa là em sinh vào cái trung tâm nhà may mắn để tập vật lý trị liệu và học nghề. Sau 10 năm học được nghề ở đấy và có công việc rồi thì mình tái hòa nhập ra cộng đồng. Thì ở đây trung tâm cũng có xây một cái khu làng như thế này.
để cho những người mà hòa nhập ra như em đấy. Nếu mà lúc đó còn phòng thì cho mình thuê cho, ở trong đây hỗ trợ cho mình thuê trong này. Thứ nhất là cái sinh hoạt nó phù hợp, nó đi lại, anh thấy xe lăn đi nó dễ dàng. Và cái hệ thống vệ sinh của toilet các thứ, phòng ăn rồi chỗ sinh hoạt của mình á, nó phù hợp với người xe lăn. Và trung tâm cũng hỗ trợ cho mình thuê với một cái mức giá cũng rẻ hơn bên ngoài. Là ở đây là hiện tại là em đang thuê. Đúng rồi, cái này là cả điện nước nữa, một tháng 2 triệu trở lại. Thôi như vậy là cũng quá hỗ trợ cho các bạn rồi. Lâm ở đây là từ khi nào, từ năm mấy? Em ở đây từ tháng 9 năm 2016. 2016 là lúc đó là đã có vợ chưa? Đó là đã kết hôn rồi mới lên đây. Ở đây thì Lâm ở với vợ rồi với ai nữa, có ai nữa không? Là ở đây hai vợ chồng em ở và cũng mới đón mẹ vợ của em 83 tuổi ở quê Bến Tre mới vào lên ở cùng. Anh hỏi thiệt nè, với công việc làm thơ thì chắc có lẽ là cái thu nhập không có bao nhiêu cả. Mà hầu như là thầy giáo xe lăn là chỉ làm thơ để tặng thôi. Ngoài ra thì công việc của em là thì còn có công việc nào khác để có thêm một cái nguồn thu nhập nữa không ạ? Trước tiên là làm thơ. Thơ thì nó giống như là một món ăn tinh thần của em từ cái lúc em bị tai nạn trong một thời gian đó. Thì cũng nhờ thơ mà em vực dậy được tinh thần. Thì em viết thơ rất là nhiều, tự động viên mình và chia sẻ về cuộc sống, cha mẹ, gia đình, mọi người. Có mấy lần thì in thì cũng bán, mọi người ủng hộ cũng được một thời gian thôi. Sau này là em làm bán hàng online thêm để tạo công việc cho hai vợ chồng tại nhà. Tại vì khi mà vợ em về với em thống thì vợ không có thể đi làm công ty được nữa, phải ở nhà làm mà chăm sóc em. Tại vì em lúc nào cũng phải 24/24 có người kế bên để mà chăm sóc phụ này kia đấy, chứ em không có tự làm được cái gì hết. Và em làm thêm các công việc quảng cáo về bất động sản. Trời ơi, thấy dữ chưa? Sắp tới thì cô định á, cô có dự định là ở Việt Nam luôn hay không, hay là sẽ ở Mỹ luôn? Theo cô thấy như thế này, tại vì năm nay chú cũng là 71 rồi, nếu mà cái tuổi về tuổi đất xa trời, người ta nói là hưởng thọ rồi, tại trên 60 là thọ rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà có đôi khi mình nhìn chú 71 mà tâm hồn chú nó thật sự chừng 50. Trẻ trung lắm không cô? Cái đó là sự thật. Bởi cái đôi khi mình thấy chú chơi hay là những cái trò chơi của mấy đứa con nít chú chơi mà chú lại thích như vậy. Ví dụ như trò chơi nít nào. Bây giờ đừng nói gì, một là thả diều nè, ha. À. Rồi hai con cũng khoái vậy. Rồi. Rồi hai là mấy chiếc xe, mà ví dụ mà xe con nít chạy mà xe hơi rồi lủi mà ngồi trên xe bên Mỹ nó có lại xe không cần quấy, mình ngồi mình chỉ cần béo bé là ổng chở chèo ra ngoài ổng cũng chạy vòng vòng vậy nè. Có nghĩa là cái tinh thần của ổng rất là còn trẻ trung. Dạ, yeah. Thì bởi vì nhìn ổng trẻ măng à. Không bao giờ quý vị khán giả nghĩ rằng là nghệ sĩ Chí Tâm năm nay là coi như là qua hàng 7 rồi. Chắc chắn là nếu như mà Quốc Thượng không nói thì chắc chắn là khán giả sẽ hình dung hoặc là đoán là khoảng chừng là năm mấy 60. Tại vì mình nghĩ đúng là cái tâm hồn trẻ thì mình sẽ cảm thấy mình cũng trẻ trung hơn. Cái đó là sự thật luôn á. Gia đình cô chắc có lẽ là từ lớn tới nhỏ, từ trong ra ngoài ai cũng đều yêu mến chú đúng không? Thường hết. Phải nói là mấy đứa cháu rồi tất cả những người ai cũng đều thương là phải nói là người ta xin nói. Xin lỗi. Hiền như cục bột á. Dạ. Yeah. Hiền như cục bột vậy hả? Trời ơi, đang tính bây giờ là cái người không có ở đây thì mình sẽ dạch lá tìm sâu, mình sẽ đi nói xấu ổng. Ổng có gì luôn hả? Không. Rồi. Thật sự luôn á, nó nói ra mình không phải là mình khen chồng đâu, không có. Mà thật sự là làm vậy không có bao giờ mà ổng để cho mình buồn phiền, chỉ có lâu lâu nói những câu cái tự nhiên mình thấy mình hơi khóc cái tiền cái hơi buồn. Giống như nhiều khi cô nói ai mất nghệ sĩ á, chú cũng đều viết một cái bài ca để tưởng niệm. Ví dụ như ngày xưa là ở bên Mỹ là bác Việt Hùng, thì ông cũng viết cái bài Việt Hùng, bác cô Ngọc Nuôi ông cũng viết Ngọc Nuôi, rồi chú viết là chú tự ca. Chú ca luôn. Nếu mà nói bây giờ đang nói chú đó sưu tầm những cái gì, cái đồ của chú là phải nói là đồ cổ luôn, mấy chục năm cơ mà. Bởi vì đang làm chuẩn bị để mà làm đem ra, nếu mà nói và đem ra nổi cái phát không là biết bao nhiêu chương trình để mà chú để đời. Bữa đó mình mới chạnh lòng mà nó nói anh tại sao á. Ai em cũng viết hết á. Rồi mai mốt anh lỡ có gì ai viết rồi. Không, cái đó mình lâu lâu cái mình nghĩ cái cuộc đời mà vô thường nó đến bất chợt đâu có biết nó như thế nào. Thì ông nói ha. Cái cười cách đây 2 ngày nè. Ông nói em, anh mới viết bài cho anh rồi. Viết gì? Mình cứ quên lại nói đó. Cái bài mẫu hổm em nói là anh cứ suốt ngày viết cho người này kia mà tới bản thân anh lỡ anh có gì rồi ai viết cho anh đã viết sẵn cho anh luôn rồi. Cái mình nghe cái tụi trong lòng mình hơi hơi buồn. Hơi buồn, nhưng mà nếu mà nói là
không khóc thì sợ thì vậy, nhưng mà nó sao sao á. Em nói vậy thôi nhưng mà không ngờ ông làm âm thầm, ông làm âm thầm rồi ông nói mình nghe. Thì mình thương với cũng cách này làm qua hôm kia. Thật sự mà nói tới bây giờ đó, cô may mắn á là cô chỉ là cái người kinh doanh về đầu óc thôi, chứ còn lao động chân tay cô không hề có. Luôn cả máy hút bụi, lau nhà, quét nhà, tất cả những gì cô không hề đụng tới. Không biết tới bây giờ chưa biết sử dụng máy, là cái máy giặt, máy sấy ra sao luôn. Bên Mỹ thì các con, về đây thì ổng. Thì mới hôm qua để ổng nói, em ơi, mai mốt anh chỉ em cách bỏ đồ vô giặt và bỏ đồ vô sấy như sao nha. Lỡ như anh có cái gì thì em biết, em làm. Tự nhiên cô sợ. Cái tự nhiên cô sợ, cái cô nói, thôi ông có gì chắc tôi đi về, tôi không, tôi về Mỹ, tôi không ở đây bất cứ giờ phút nào nữa hết. Tại vì tôi không thể nào tôi ở đây, tại đi bất cứ cái nào cũng gặp. Tôi nói gì đó. Mà thôi để tôi nói với ông trời trước, nếu cho tôi trước ông đi, ông còn lo cho tôi được, chứ mà ông trước rồi tôi không biết sao tôi lo. Mình nói vậy, cái đó là sự thật. Đó thì, đó là cái trong lòng của cô nghĩ vậy thôi. Thật sự con rất là đảm hiểu những cái chia sẻ của cô và tại sao cô xúc động mạnh như vậy. Tại vì chú đó đối với cô rất là tuyệt vời. Muốn tìm một cái giận đó. Nhiều khi giận chú là không có gì hết, chỉ có cái là chú quá thiệt tình, bị người ta lợi dụng. Thấy rõ ràng mà mình thì mình hiểu hết. Mình nói chú nghe, mình nói thấy rõ ràng đi luôn đó. Mà chú cái nói thôi kệ đi em ơi. Cho đời này á, khôn cũng chết, dại cũng chết, lợi dụng mình cũng chết, mà không lợi dụng mình cũng chết, trước sau gì cũng chết. Nếu mà mình nói vô ta biết cái sự, mình biết lợi của ta thì người ta buồn, rồi người ta buồn người ta không vui, thôi kệ mình biết, nhưng mà mình vẫn không làm để cho người ta tổn thương. Tại vì mình nói ra kể gì người ta mới biết được, đó ta bị hơi tổn thương rồi, thôi kệ đi, không có gì.